Chào các bạn, hóc môn là một cái vấn đề rất hay trong vấn đề thực hành lâm sàng. Hóc môn về sinh dục của nam giới nó được chiết xuất đơn duy nhất, đó là tinh hoàn của nam giới, chiết xuất khoảng 95% cái tổng lượng của cái testosterone ở nam giới. Testosterone muốn tác động trên của cơ quan đích thì nó không phải là các bạn chỉ tiêm testosterone vô thôi, mà nó còn phụ thuộc vô cái receptor, cái thụ thể tiếp nhận của testosterone ở những cái cơ quan, ví dụ như da, lông, tóc, móng, về cái cơ quan sinh dục của nam giới, tinh hoàn, dương vật, túi tinh và cơ chế sản xuất tinh trùng của nam giới. Thì hormone này nó bắt đầu hình thành từ trong bụng mẹ và đóng vai trò quan trọng trong vấn đề di chuyển và hình thành cơ quan sinh dục của nam giới. Tuy nhiên, khi bắt đầu dậy thì hormone này đóng vai trò rất quan trọng, đó là một cái nhạc trưởng chỉ huy cái sự phát triển của đặc tính sinh dục thứ phát của nam giới, ví dụ như là giọng nói trầm ra.